Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình dẫn mọi người đi chợ đêm ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, quê hương mình nha. Thì lúc nào bước vào chợ, cổng chợ thì đều có mấy quán hàng ăn vặt nè. Cá viên chiên, bắp nướng, bò nướng lá lốt. Bò nướng lá lốt là thầy không thể cưỡng nổi nha mọi người. Có mùi thơm từ xa luôn đó, chịu không nổi luôn đó. Thú nhồi bông, thú bơm hơi như chỗ này nè. Thú bơm hơi nhìn nè mọi người thấy không? Lộng lại như cái bẫy. Bởi vì mấy em nhỏ nó sụp bẫy là vậy nè. Nó vô là nó kêu ba má nó mua là không mua, nhảy dựng nó thôi khỏi đi chợ luôn. Bây giờ phải mua cho nó. Đây, shop bán quần áo đây. Xu hướng bây giờ là mặc đầm nhiều nha mọi người. Già trẻ lớn bé gì là thích là cũng đều thích mặc đầm hết. Nên cái xu hướng bán đầm ở Việt Nam rất là cao. Theo nhận xét riêng của mình á. Còn mình thì giống như hai lú á. Bận nó không hợp với mình sao bận vô cái người ra người, áo ra áo. Bởi vì má mình hay nói là nó bận đồ ra đồ, người ra người à. Mà nhiều khi nghĩ cũng đúng. Thôi kệ đi, mình nó vậy nó vậy chứ giờ sao giờ. Đây, shop dép nè, giày, dép. Mình thấy không, sáng sủa không. Trưng bày bắt mắt nè, sạch sẽ. Quẹo lựa luôn. Bây giờ xu hướng ở Việt Nam hay ở nước nào mình đa số mình thấy là thích mấy cái dép mập mập mà hình mấy con thú này kia đó. Là trending bây giờ nha, là hot bây giờ nha. Là xu hướng bây giờ đó. Ta mang đẹp chứ mình mang vô giống bắt heo lắm. Tại mình ống nhôm hai cái giò như hai cụm tre vậy đó. Mang vô giống bắt heo. Cô gái bán dép ngồi giữa đống dép người ta. Cái này là không lỗi thời nha mọi người. Dẹp bích nè, dẹp bích với dép kẹp nè. Không bao giờ lỗi thời. Đây, túi sách, ba lô, túi đeo ngang vai. Mới đi vô phút đầu thấy muốn ngợp rồi nó quá chừng đồ. Nay mình đi hơi sớm, có nghĩa là đi mua sắm quá sớm cho Tết nha mọi người. Nhưng mà cũng có đông người đi xem quá nè. Đây, ba lô, túi sách, đủ kiểu hết nha mọi người. Vô đây là ghé vô quẹo lựa liền. Dép kẹp nè, dép kẹp cũng không có lỗi thời nè. Dép kẹp với dép hai quai đó, quai ngang rồi đó, không bao giờ lỗi thời. Vô cái cửa hàng giày dép nè mọi người thấy không. Bước vô là thấy sạch sẽ rồi nè ha. Đó, xanh xanh đỏ đỏ nè, nhìn bắt mắt nè. Dép kẹp nè, dép mang trong nhà, dép mũ mang trong nhà, dép tổ ong rồi đó. Dép kẹp đủ kiểu đủ mẫu mã, dép kẹp không bao giờ lỗi thời. Bởi vì ta sản xuất nhiều mẫu mã để có nhiều sự chọn lựa dép kẹp á. Trong đây là bán giày, bán giày, gái trang trí không, chớp nháng nhìn nó bắt mắt không hả mình. Đây là mấy cái dép cao gót. Khi mà bận cái đầm ngắn ai mà mang không có được. Giày cao gót mang mấy loại này cũng dễ thương nè. Cái đế giống như thủy tinh vậy nè. Thấy giày kẹp không? Nhiều mẫu mã không? Nhiều mẫu mã thì khách hàng có nhiều sự chọn lựa hơn. Đây, có hàng xóm mình đi vô phải mua được gì. Nãy giờ đi chứ mới có 2-3 shop anh chưa mua được gì đâu. Nhiều khi đi lát là mình đi dòng trở ra mới mua được. Để mình phải đi quan sát hết coi cái nào mình thích, lát mình dòng tới dòng lui mình mua.
trang nhã ghê không? Mấy đứa trắng trắng, mấy cô, mấy bạn mà trắng trắng bận lên đẹp lắm. Đây là mấy cái đầm nhung, cái màu đen dễ thương. Chưa, chứ mình thấy là muốn ngợp rồi. Nãy giờ đi mới có mấy, chưa mới có nửa đường thấy muốn ngợp rồi. Quá chừng đồ, nhu cầu người tiêu dùng của mình cũng mạnh thiệt chứ. Đây áo Chanel này cũng dễ thương quá nè đó. Ok, giờ mình vô cái shop Citin này. Cái em trai này đi qua đi lại hoài nè, muốn quay nói mình đưa vô cho vô cái màn hình của mình, có đâu mà thoáng qua thoáng lại hoài ta. Bắt mắt chưa mọi người, không áo rin, áo chin, áo khoác chin, áo hoodie, áo có nón. Tính qua nó quay mà mới bị kẹt đường ở đó nên thôi mình quay qua trên đây. Cái áo này dễ thương quá mọi người, lát cho mình quay lại mình thử cái áo đó đó. Đây, làm sao thiếu được phải mọi người. Nên mình cũng phải quay vô cho có chút xíu mắm muối trong đây chứ, đừng lát mọi người hỏi sao không có cái món này, sao mình chèn vô được. Đây, quần áo nam, quần người nam, cái shop lộng lẫy cho mọi người. Áo khoác, áo gió. Nãy giờ mình đi mấy cái shop thì mình theo mình đó nha, ý kiến của mình đó nha, ý cá nhân của mình là nhân viên bán hàng hay chủ bán hàng rất là vui vẻ nha mọi người. Thấy nhiều cô bạn thử mà không mua đi ra bình thường, nhưng mà chủ và nhân viên cũng rất vui vẻ nha mọi người, không có cọc cằn quạo gõ nha, đó là đúng là phong cách bán hàng đó nha mọi người. Hy vọng là mọi người luôn giữ cái nét bán hàng như vậy thì rất là tốt. Người ta không mua hôm nay thì ngày mai người ta có, mai mốt người ta có thể quay lại người ta mua. Còn nếu mà mình quạo gõ thì lần sau bảo đảm là người ta không bao giờ tới cái chỗ cửa hàng đó hết. Nên mình rất thích cái phong cách bán hàng của nhân viên cũng như chủ ở trong khu chợ đêm này, rất là thân thiện vui vẻ. Người ta già đi chứ cũng khoái mấy thứ nhỏ bông lắm nha mọi người. Cũng thích mua con bự để ôm nhưng mà không có đem được, nó to quá đem về không được. Pikachu là phan bóng một thời nè. Năm nay năm con gì ta? Con mèo ngao. Bây giờ qua cái shop bán vỏ điện thoại gắn kính cường lực nè. Mình không có mua nhưng mà mình xin cái em này vô quay. Cái em này cũng vui vẻ cho mình vô quay. Quẹo lựa nha. Quá chừng cái vỏ điện thoại luôn nè. Giá rất là mềm nha mọi người. Mọi người có thể mua 2-3 cái mà xịt cua chứ thay đổi. Quá chừng hơn đủ mẫu mã luôn. So what if you been sitting there and thinking all this time. Oh what's your mindset? Been telling you. Đây nước hoa bình dân 40k. Có nhiều hiệu cho mọi người chọn lựa đây, quẹo lựa. Cái bên đây là chỗ bán đồ cài tóc, đồ buộc tóc, kính mát, kính thời trang. Bên đây là cái shop của em gái bán đồ chơi trẻ em rất là dễ thương mọi người. Ai có đi ngang đây mua đồ chơi thì nhớ ghé shop ủng hộ em gái này nha. Cuối cùng thì mình lụm cái áo này nha mọi người, thấy dễ thương quá chừng nè. Hy vọng là nó dễ thương khi mình mặc vô luôn. Nhìn đẹp không mọi người?